mười bài rồi thôi, có nhiêu học nhiêu nha. Rồi bữa nay chúng ta học tiếp cái phần là hệ chứng lỵ ha. Cơ chế của hội chứng lỵ là cơ chế xâm nhập vô niêm mạc của đại tràng và nó ăn sâu vô cái tổ chức cơ bên dưới, rồi mới hình thành mấy cái ốp xe nhỏ, ốp xe này vỡ ra máu mủ chảy ra. Do đó lâm sàng mủ là những cái đàm, khi mà nó đi tiêu ra ngoài những cái đàm mà nếu mà điển hình thì cái đàm này nó sẽ đục và máu nó lẫn chung với đàm với phân. Rồi tùy theo nguyên nhân mà cái nước nó nhiều hay nước ít. Và khi tổn thương này xuống tới trực tràng kích thích sẽ gây mất rặn, do đó giai đoạn đầu chưa có mất rặn. Về cái nguyên nhân của cái tiêu phân đầm máu này thì gồm có các nguyên nhân, nhất là suy yên la, rồi ơ cu ly xâm nhập, san mô nan la nông ti phi, Campylobacter jejuni. Rồi, và amip đó là năm nguyên nhân này. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân nữa là cái vaccinia. Enterocolitica. Rồi bây giờ đối với Shigella thì thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Thứ nhất là Shigella thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Rồi cái thứ hai là nó có về nhiệt độ. Thì em bé này thường là nó có sốt. This call is now being recorded. Về cái tính chất khởi phát thì thường cấp tính đột ngột rầm rộ hơn. Về cái tính chất phân thì cái nếu mà điển hình thì cái lúc đầu tiêu lỏng nước, sau đó tiêu lỏng có đàm có máu và đi cầu nó đau bụng mất rặn. Vì cái lượng nước đi cho mỗi lần nó nhiều, do đó phần lớn là nó biểu hiện mất nước. Biểu hiện mất nước có thể là có mất nước hay là mất nước nặng. Chính vì biểu hiện mất nước do đó toàn trạng nó vật vã kích thích hoặc ly bì, do đó nó có ảnh hưởng tới toàn trạng. Do đó đối với Shigella thì thường gặp ở dưới 5 tuổi nè, có sốt nè, khởi phát cấp tính đột ngột nè, tiêu phân lỏng nước, có đàm, có máu, đau bụng mất rặn và biểu hiện mất nước, có thể có nước hay mất nước nặng và có ảnh hưởng tới toàn trạng. Rồi ơ cu ly xâm nhập thì nó gần giống như Shigella nhưng mà cái mức độ nó nhẹ hơn trên lâm sàng, do đó lâm sàng mình khó phân biệt được giữa Shigella và ơ cu ly xâm nhập. Do đó nếu mà người ta chẳng đó họ chứng lỵ do Shigella thì ít có ai phân biệt với ơ cu ly xâm nhập và ngược lại. Rồi cái nữa là đối với Salmonella nông ti phi
Thì Salmonella nam ti phi thì nó triệu chứng nó cũng giống như là Shigella, nhưng mà nó có yếu tố nguy cơ là ăn những cái thức ăn mà hải sản, giống như ngày hôm qua cô cũng nói, khi mà ăn những thức ăn hải sản mà em bé nó sẽ tiêu, có hai khả năng, tiêu lỏng nước hoặc tiêu đầm máu. Nếu tiêu lỏng nước thì người ta xếp vô cái nhóm tiêu chảy cấp, nếu mà nó tiêu phân đầm máu thì người ta xếp vô cái nhóm hội chứng lỵ. Và triệu chứng của hội chứng lỵ do Salmonella nam ti phi nó giống như là Shigella, không có gì khác, chỉ khác với yếu tố nguy cơ ăn những thức ăn hải sản hoặc là những thức ăn mà dạng tái không có nấu chín. Rồi, đối với Campylobacter jejuni, thì Campylobacter jejuni thì nó cũng gần giống như Shigella, nhưng mà cái đi tiêu đầm máu thì thường xuất hiện ở từ ngày 2 tới ngày thứ 4 của bệnh. Và em bé nó đau bụng thì đau quanh cái vùng rốn, đau quanh cái vùng rốn. Và nó có thêm một số cái dấu hiệu khác nữa, thí dụ như em bé nó lừ đừ, nó quẩy quẩy, nó mệt mỏi, chán ăn, đau nhức khắp mình. Thì cái đó trẻ lớn nó thể hiện rõ, còn đối với trẻ nhỏ thì thường nó khóc hoài. Rồi đối với lại amip, amip thì thường gặp ở trẻ lớn hơn, không có nghĩa là dưới 5 tuổi không bị amip, vẫn có, nhưng mà tỷ lệ nó thấp. Trên 5 tuổi thì tỷ lệ nó cao hơn. Rồi, với điều kiện là nếu mà trẻ nhỏ mà nó bị lị amip thì thường thường ở trong nhà có người bệnh lây cho nó mới có thể nó bị bệnh. Rồi, amip thường gặp trẻ lớn hơn và đa số là người lớn. Và đa số là trẻ không có sốt, khởi phát từ từ thôi. Và tính chất phân thì nó tiêu phân, nó sệt mỗi lần chút một chút thôi, phân vẫn có đầm máu, đau bụng và mất rặt. Chính vì nó đi lần chút chút thôi, do đó phần lớn là nó không có mất nước, do đó nó không có ảnh hưởng tới toàn trạng. Đó là năm cái nguyên nhân mà gây tiêu phân đàm máu, gọi là cái hội chứng lỵ. Để xác định các nguyên nhân này, người ta làm cái gì? Thứ nhất là cấy phân. Cấy phân để xác định các vi khuẩn gây bệnh này là cái gì, và làm kháng sinh đồ để tìm cái vi khuẩn này nó nhảy kháng sinh gì. Ngoại trừ cái amip. Amip là người ta không có cấy phân, mà là soi phân tươi tìm amip ăn hồng cầu. Ví dụ như trên lâm sàng mà em bé nó tiêu phân lỏng nước mà có đàm đi cầu nó khóc nó rặn, mà bà mẹ nói là chưa có máu, thì để xác định cái tiêu máu này thì người ta soi phân tươi tìm hồng cầu, bạch cầu, thì qua đó người ta cũng tìm luôn cái amip ăn hồng cầu. Nếu trên xét nghiệm người ta trả lời là kén amip, tức là kiss antamoeba histolytica, đó là kén amip. Kén amip là người lành mang trùng của amip chứ không phải đang bị lì amip. Chúng ta lưu ý cho đó. Đó là các nguyên nhân gây lì. Mấy bạn có hỏi gì chỗ này không? Ghi kịp không? Alo. Dạ tôi em ghi kịp ạ. Rồi giờ tiếp theo phần đó là cái phần triệu chứng lâm sàng. Giờ tới phần điều trị. Điều trị thì nó cũng có nguyên bốn nguyên tắc. Thứ nhất là bù dịch, thứ hai là kháng sinh, thứ ba là dinh dưỡng, thứ tư là theo dõi. Bù dịch thì tùy theo mức độ đánh giá mất nước của mình. Nếu bệnh nhân không mất nước thì người ta bù dịch theo phác đồ A, có mất nước phát độ B và mất nước nặng phát độ C, thì bù dịch giống như cái phần tiêu chảy hôm qua cô Cúc đã nói với mấy bạn rồi, giờ không có nhắc lại ha. Do đó đối với bệnh nhân tiêu lỏng nước hay đầm máu gì vẫn phải khám đánh giá mất nước và bù dịch theo đúng phát độ. Rồi kháng sinh, nếu nghỉ lỵ do Shigella
Do Sila thì người ta dùng cái ciprofloxacin. Liều là 30 mg trên ký trong một ngày, nhân cho 3 ngày. Chia 2 lần uống. Ciprofloxacin dùng liều 30 mg trên ký trong ngày, thời gian cho là theo khuyến cáo là 3 ngày, và mỗi một ngày như vậy thì chia 2 lần uống. Thì cái viên ciprofloxacin này là 500 mg, hiện tại trên thị trường chỉ có cái loại 500 mg thôi, nó không có hàm lượng khác. Rồi nếu mà cái ciprofloxacin này, thuốc này rất là đắng, tại có một số trẻ nhỏ rất là khó uống. Rồi bây giờ nếu mà bệnh nhân của mình đã sử dụng ciprofloxacin rồi mà tình trạng tiêu đàm máu vẫn còn sốt, tức là chưa đáp ứng cho lâm sàng, thì người ta đổi sang kháng sinh thứ hai là ceftriaxone. Liều là 100 mg trên ký trong một ngày, tĩnh mạch chậm. Thì ceftriaxone này thường người ta cho một lần hoặc là chia làm hai, cũng cái liều này có thể chia hai. Đối với lại Shigella, E-coli xâm nhập thì điều trị giống nhau. Còn Salmonella nông tiêu phi, tại vì Salmonella nông tiêu phi có một số trường hợp nó còn nhảy với Cefotaxim thì người ta dùng Cefotaxim. Còn nếu mà người ta thấy nó không có nhảy thì người ta vẫn dùng Ceftriaxone vẫn được. Rồi đối với Campylobacter jejuni thì người ta dùng cái azithromycin, mà cái liều mà hôm qua mấy bạn nói 6 đến 20 mg trên ký trong một ngày, nhân cho 1 đến 5 ngày. 6 đến 20 tức là cái nó dao động, rất dao động cái liều, do đó người ta dễ sử dụng. Thì cái này có thể uống một lần trong một ngày hoặc là chia làm hai. Và cái thuốc này cũng đắng nữa, thuốc này cũng đắng. Thường người ta chia hai hơn, để uống một lần ối là ối hết thuốc, không còn gì hết. Thì thông thường á, là liều trung bình là 10 mg trên ký cho một ngày, và thời gian trung bình là 3 ngày. Thì nếu mà sau 3 ngày uống mà thấy nó gần hết mà chưa được khách hẳn thì có thể uống thêm 2 ngày nữa là 5 ngày. Còn đối với Amip thì người ta dùng cái Metronidazole. Thì đối với metronidazole thì người ta sử dụng metronidazole 30 mg trên ký trong một ngày, chia 3 lần uống, và thời gian sử dụng là 5 ngày. Vì cái metronidazole này là thuốc đặc trị để điều trị amip bất cứ ở đâu, ở đường ruột hay ở gan hay ở não, ở phổi gì vẫn là thuốc đặc trị. Thì metronidazole này nó có loại uống cái viên 250 mg và cái loại để tiêm truyền tĩnh mạch.
Thì trong trường hợp mà amip ở ruột thì có thể người ta cho uống rồi, nếu mà em bé nó nhỏ nó uống không được thì có thể người ta truyền tĩnh mạch vẫn được. Thông thường thì nếu mà cái, tại vì lì amip nó sẽ đưa đến cái biến chứng áp xe gan sau này, thì khi mà tới nó khu trú ở gan nó thành ổ áp xe thì người ta dùng cũng điều trị metronidazole này mà bằng đường tĩnh mạch. Đó là cái thuốc mà điều trị kháng sinh cho các nguyên nhân gây lì. Còn dinh dưỡng và theo dõi cũng giống như tiêu chảy cấp hôm qua. Tức là khi mà em bé nó bị tiêu đồng no máu hay lỏng nước gì vẫn tiếp tục cho bú, vẫn tiếp tục cho ăn. Và cái thức ăn trong tiêu chảy người ta lưu ý phải là mềm tán nhuyễn. Tại sao mềm tán nhuyễn? Là để nó hấp thu nó dễ hơn. Và hạn chế chất rau sơ. Rồi hạn chế những cái thức ăn có màu, hoặc là hạn chế uống viên sắt trong thời gian điều trị. Tại vì uống viên sắt phân sẽ có màu đen, do đó em bé của mình đang tiêu nằm máu, không biết cái đen này của thuốc hay của bệnh. Do đó rất khó xác định, người ta khuyên là hạn chế sử dụng cái thuốc này trong thời gian điều trị. Rồi ăn bao nhiêu lần mỗi lần nhiều tùy theo bệnh nhân của mình. Còn theo dõi về cái tính chất phân, xem tiêu đầm máu này một ngày bao nhiêu lần, có giảm đi hay không, theo dõi nhiệt độ, theo dõi các dấu hiệu đánh giá mất nước. Còn nếu mà bệnh nhân mình có đau bụng hoài thì phải theo dõi tình trạng bụng. Ngoài ra có một số cái theo dõi khác tùy theo bệnh nhân của mình có kết hợp bệnh gì nữa hay không. Đó là cái điều trị lì. Bây giờ lì nó có biến chứng gì không? Có một số biến chứng của lì. Thứ nhất là do Shigella. Shigella thì là loại trực khuẩn râm âm. Khi vào máu điều kiện thuận lợi, nguy cơ đưa đến nhiễm trùng huyết rất là cao. Và nó tiết ra độc tố, nó gây nhiễm độc thần kinh. Và Shigella thì đặc tính của nó là nó tổn thương nông và lan rộng. Do đó đa số là lỏng nước nó nhiều. Chính vì nước nó nhiều dễ đưa đến rối loạn nước điện giải. Do đó bệnh nhân sẽ có tình trạng sốc, suy thận và tử vong nếu người ta không can thiệp gì hết. Và có một cái biến chứng nữa là cái hội chứng tán huyết, ure huyết tăng cao. Hội chứng tán huyết, ure huyết tăng cao. Và cái nếu mà em bé nó rặn nhiều quá dễ đưa đến sa trực tràng, và ăn uống không được lâu ngày nguy cơ suy dinh dưỡng. E-coli xâm nhập và Shigella là E-coli xâm nhập, Salmonella biến chứng gần giống nhau, ngay cả Campylobacter cũng vậy. Campylobacter ngoài những biến chứng giống như Shigella, nó còn có một số cái biến chứng khác. Thì trong đó đáng kể nhất là cái hội chứng Guillain-Barré. Hội chứng Guillain-Barré là gây liệt mềm hai chi dưới. Hội chứng Guillain-Barré thì gây liệt mềm hai chi dưới, thì và nếu mà xác định đây là cái biến chứng của Campylobacter jejuni và cái phần phải có nó thì mới nói đây là cái biến chứng của nó. Còn nếu mà mình không có cái phần mà bệnh nhân có biểu hiện liệt mềm hai chi dưới thì có thể là nguyên nhân khác chứ không phải là của cái lị do Campylobacter đưa đến biến chứng. Rồi đó là một số cái biến chứng. Còn amip, amip thì nó biến chứng, nó amip nó khu trú ở gan, sau này đưa đến áp xe gan do amip.
và nó từ lị da miếp cấp sang lị da miếp mãn tính thì nó đưa đến cái viêm đại tràng mãn. Khi mà viêm đại tràng mãn có một số u amip trong ruột thì cái u này vỡ ra đưa đến cái viêm phúc mạc. Rồi đó là biến chứng của các nguyên nhân gây lị. Để cô Cúc nói thêm một số cái biến chứng mà của cái tiêu chảy cấp hôm qua. Tiêu chảy cấp hôm qua thì nó biến chứng thì các nguyên nhân gây nên tiêu chảy cấp á, thì một số cái vi khuẩn thì nó vào máu, nó đưa đến điều kiện thuận lợi, nó đưa đến cái nhiễm trùng huyết. Và khi nó ỉa nước nó nhiều, hậu quả nó cũng đưa đến mất nước vì điện giải, sốc suy thận, tử vong nếu không điều trị kịp thời. Và nó có dễ gì em bé ối hoài ăn uống được, đưa đến gì hạ đường huyết, hạ canxi máu, rồi toan chuyển hóa, hạ kali. Đó là một số biến chứng có thể gặp trên lâm sàng. Rồi mấy bạn có hỏi gì chỗ này không? Rồi chúng ta để cô Cúc chiếu cái phần bài tập ha. Có hỏi gì không mấy bạn? Alo, mấy bạn có hỏi gì không? Alo, có nghe không đây? Dạ nghe cô ơi. Rồi có hỏi gì không? Dạ không có. Rồi vậy để cô Cúc chiếu cái phần bài tập ha. Dạ. Rồi mấy bạn đọc tình huống, thấy tình huống chưa? Thấy tình huống chưa mấy bạn? Dạ tôi em thấy rồi. Rồi mấy bạn đọc đi ha. Được.
Hãy
Rồi mấy bạn đọc xong tình huống chưa? Alo. Dạ rồi cô ơi. Dạ rồi. Dạ rồi. Làm câu hỏi thứ nhất nè. Thứ nhất là ông ta phải tóm tắt bệnh án này lại nè. Tóm tắt lại bệnh nhân này có cái gì? Thứ nhất là dạ, tổng số ngày tiêu chảy mấy ngày? Tiêu chảy 2 dạ ngày. Là 2 ngày. 2 ngày. Thứ hai có hội chứng nhiễm trùng không? Có số, có 39,3 độ C. Rồi, gì nữa? Rồi, triệu chứng có loại tiêu hóa. À, triệu chứng tiêu hóa. Triệu chứng tiêu hóa có nôn ói. Nôn ói bao nhiêu dạ. lần? À, nôn ói cái ngày đầu. À, 5 lần. Ngày đầu là 5 lần. Đầu là 5 lần. Hết ói, tức là nôn ói 5 lần. Tiếp theo là tiêu phân lỏng có mùi tanh. Rồi, gì nữa? À, có đàm. Đàm gì máu. Nữa? Tăng, bé có đau bụng. Bé có đau bụng tại vì khi đi tiêu là bé có khóc thét. Đúng rồi, đau bụng. Nhiều lần tiêu lỏng ngày sau là 9 lần ngày lần. Ha. 9 lần ngày. Dấu hiệu mất nước có dấu hiệu mất nước, mất chủng. Rồi, dấu hiệu mất nước. Rồi. Dấu hiệu mất nước người ta cũng phải ghi 4 dấu hiệu ra nha. Em bé này tỉnh nè. Mắt thì trũng. Trũng. Khát nước, uống háo hức. Rồi nếp béo da. Mất nhanh. Mất nhanh. Rồi còn gì nữa không? Đủ chưa? Rồi giờ chẩn đoán nêu 3 chẩn đoán và biện luận cho mọi chẩn đoán. Rồi giờ chẩn đoán thứ nhất của mấy bạn là gì? Dạ thưa cô là tiêu chảy cấp có mất nước. Nguyên nhân là do Salmonella notifi. Nếu mà tiêu chảy cấp có mất nước có giải thích được cái tiêu đầm máu của bệnh nhân không? Dạ cô của em là hội chứng lỵ có mất nước nghĩ do Salmonella notifi. Cái thứ hai là hội chứng lỵ có mất nước nghĩ do Salmonella. Cái thứ ba là nghĩ do Campylobacter mất cân. Rồi đúng rồi đó. Rồi do đó cái chẩn đoán sơ bộ tại vì lúc đầu nó ỉa lỏng nước sau đó cũng ỉa lỏng mà có đàm có máu được chưa, do đó cái loại bệnh ở đây là hội chứng lỵ. Còn nếu ngay từ đầu tới cuối của cái tình huống mà bệnh nhân ỉa lỏng nước không thì mấy bạn mới chẩn đoán tiêu chảy cấp, do đó cái loại bệnh này là hội chứng lỵ. Bạn nói là hội chứng lỵ có mất nước nghĩ do Salmonella notifi. Chẩn đoán thứ hai, hội chứng lỵ có mất nước nghĩ do Salmonella. Chẩn đoán thứ ba, hội chứng lỵ có mất nước nghĩ do Campylobacter jejuni. Được không? Được ha, ba cái chẩn đoán này là được. Rồi giờ người ta sẽ biện luận cho mỗi chẩn đoán nè. Thứ nhất, bệnh nhân này nghĩ hội chứng lỵ vì cái gì? Thì cô là có tiêu đầm máu và khóc khi đi tiêu. Đúng rồi, bệnh nhân tiêu phân có đàm có máu khóc đi tiêu. Rồi thứ hai là biện luận cái phần có mất nước. Thì cô bé này có uống nước không hết với mất trọng. Rồi chúng ta phải nêu 4 cái luôn. Tại vì mất trọng là một trong những dấu hiệu ở cái ô màu hồng là mất nước nặng. Do đó chúng ta phải nêu là mất trọng là khát nước là có 2 dấu hiệu. Còn có nếu phía da mất nhanh và tỉnh nữa thì một cái ô màu hồng, cái ô màu vàng. Do đó ô màu hồng không đủ phân loại, do đó xuống ô màu vàng là nó được có đủ 2 cái. Còn nếu mà mình chỉ nêu 2 dấu hiệu này không bỏ 2 dấu hiệu kia thì chưa đủ. Rồi, có mất nước, đúng rồi. Còn nguyên nhân, cái hội chứng lỵ này nghĩ do Salmonella notifi. Sao nó coi. Cô là bé này 28 tháng. Có là đầu tiên là bé ăn bánh canh cua biển.
bé có tiêu lỏng là 9 lần trên ngày, có khi tiêu phân đầm máu và khóc khi đi tiêu. Rồi đúng rồi, tức là bệnh nhân này 28 tháng, có sốt cao, mà trước đó thì nó ăn bánh canh cua, mà là cua biển trong cái cua đồng, rồi sau đó nó ói rồi nó ỉa nước, rồi sau đó mới ỉa có đầm máu. Rồi đó gợi ý là của cái Salmonella nam tiêu phi. Rồi Salmonella thì sao? Rồi biện luận cái tiếp Salmonella với Campylobacter jejuni. Dạ cô, là Salmonella triệu chứng cũng giống rằng Salmonella nam tiêu phi nhưng mà nó khởi phát cấp tính và đột ngột hơn. Thì này có ngày thứ hai là bệnh nhân vô bệnh viện rồi. Nó cũng cấp tính độc ngột, nhưng mà đối với Salmonella nam tiêu phi thì nó không có liên quan gì tới ăn cua biển gì hết. Mà bệnh nhân này đã ăn cua biển rồi ỉa, do đó người ta ít nghĩ tới. Còn Campylobacter jejuni. Cô, là bé này thứ nhất là 28 tháng tuổi, thứ hai nữa là bé có tiêu đầm máu mà xuất hiện là mới 2 ngày trở lại thôi. Cái thứ ba là bé có khóc khi mà đi tiêu, có nghĩa là bé có đau bụng. Rồi cũng được, nhưng mà cái đối với Campylobacter thì nó gần giống như Shigella với Salmonella. Nhưng mà Camilo thì nó đi tiêu ngày thứ hai trở lên, thì bệnh nhân này cũng đi tiêu đầm máu ngày thứ hai, nhưng mà nó không có nguy cơ gì ăn cái hải sản hết. Rồi do đó cũng ít nghĩ tới, do đó cái nguyên nhân mà nghĩ nhiều nhất là đối với lại cái Salmonella nam tiêu phi, vì nó có yếu tố nguy cơ là nó ăn cua. Rồi bây giờ xét nghiệm câu thứ hai, xét nghiệm đề nghị là cái gì? Dạ cô, theo em là làm cái công thức máu và cái CRP, cái này là làm cái điện giải đồ, cái phân kháng sinh đồ, soi phân, siêu âm bụng. Thôi được rồi đó. Ông bà ta giải thích lý do để cho mấy cái xét nghiệm này. Được chưa? Thứ nhất là công thức máu nè, CRP, điện giải đồ, cái phân kháng sinh đồ, soi phân tươi. Soi phân tươi tìm cái gì? Người ta gây ra luôn ha. Siêu âm bụng để làm cái gì? Rồi, tức là mình lý giải công thức máu để tìm cái gì? Để mai mốt mà mấy bạn thi giữa kỳ của mấy cái tình huống thì chúng ta giải thích chỗ này thì mới được điểm tối đa được. Rồi lý giải được chưa? Giờ công thức máu. Xét nghiệm thưa công cô thức là... máu. Nói đi bạn. Dạ cô, là trẻ này có sốt và nó có tiêu phân máu, cho nên là và nó có dấu hiệu mất nước nữa, cho nên là làm công thức máu để xem là có cái tình trạng hiện tại bé có mất máu nhiều không. Ủa, nó tiêu coi đầm máu có mấy lần để xem coi cái bệnh nhân có thiếu máu không, có thứ hai có tình trạng nhiễm trùng không. Được chưa? Rồi xe đạp bơi. CRP làm sao? CRP em nghĩ là đánh giá mức độ nhiễm trùng của bé. Rồi xem cái tình trạng viêm nhiễm này có đang tiến triển không, nhiễm trùng rồi. Điện giải đồ. Rồi dạ. Để bạn khác trả lời. Hồng Nhung. Hồng Nhung có không? Quỳnh Hồng Nhung nè. Dạ dạ có.
Rồi, nói đi bạn. Dạ cô là làm điện giải đồ để coi coi để coi coi bé nó có bị rối loạn điện giải không, do nó có nôn ói nhiều. Rồi, đúng rồi. Duyên, Duyên là bạn nào? Dạ Duyên em nè. cô. À, nói À, đi. đây. Tiếp theo. Tiếp theo. Sai phân làm Sao gì? dạ thưa cô là em nghĩ là soi phân để tìm hồng cầu, amíp ăn hồng cầu hoặc là tìm các kén amíp. Sai phân Dạ vâng, tìm hồng cầu, hồng bạch cầu, tuộc, bạch a miếp cầu. a miếp Dạ. chứ không Chứ tìm không cái. tìm cái. Dạ. Rồi còn cái xét nghiệm gì nữa, cái phân cái phân sao Dạ cái phân để coi tác nhân gây bệnh của nó là cái gì hả cô? để tìm các vi khuẩn gây bệnh, rồi kháng sinh đồ để tìm xem cái vi khuẩn này nhảy với kháng sinh gì và kháng với kháng sinh gì, rồi siêu âm bụng. Cô là để coi có bệnh ngoại khoa này kia không mà xem Để loại trừ một số bệnh lý ngoại khoa. Rồi, được chưa? Rồi đó tại sao bắt mấy bạn phải nêu lên, tại vì để thi mai mốt sẽ mấy bạn sẽ làm được. Còn nếu mà mấy bạn không có giải thích được giờ tới thi mấy bạn không có làm được, hiểu không? Rồi giờ tới điều trị. Điều trị bệnh nhân này hồi nãy chẩn đoán là gì? Hội chứng lỵ có mất nước nghỉ do Salmonella nông ti phi. Rồi điều trị thì chúng ta phải bám theo bốn cái nguyên tắc. Thứ nhất là gì? Bù dịch nè. Thứ hai là kháng sinh nè. Thứ ba là dinh dưỡng nè. Thứ tư là theo dõi nè. Rồi nhờ bù dịch, bù theo phác đồ gì và bằng đường gì? Rồi bạn là tên Thanh, Nguyễn Trần hay Trần Nguyễn gì đó, Thị Thanh, Trần Nguyễn Thị Thanh có Thanh có mặt không? Dạ có cô ơi. Rồi nói đi, Nguyễn Trần hay Trần Nguyễn? Nguyễn Trần Dạ. Thị Thanh. Rồi nói đây, bù dịch thì sao bạn? Dạ em bù dịch theo phác đồ B ạ. Rồi và cụ thể nói đi, cụ thể cho gì, bằng đường gì, cái phát đồ B thì đúng rồi, nhưng mà bằng đường gì? Dạ là Cho liều không sao, nói đi, bệnh nhân này nhiêu ký, thưa cô là do là chạy liều trước nước, cho nên liều trước liều bao nhiêu, ORS liều nhiều. ORS. Dạ liều 75 ạ. Nó hết câu, 75 mg trên kg 4 giờ. nói lại liều Dạ bao là nhiêu. 75 ml trên kg trên 4 giờ. Đúng rồi, 75 ml dung dịch thì phải ml Dạ. trên ký, trong mấy giờ? Dạ 4 giờ ạ. Trong 4 giờ. Rồi bệnh nhân này nặng nhiêu ký, tính ra nhiêu? Dạ 12 12 kg, 75 g nhiêu? dạ là Chục ký là 900 ml. Dạ 700 900 ml ạ. năm. Bệnh nhân này 12 kg, do đó 900 ml. Do đó 900 ml trong 4 giờ uống. Đó. Bệnh nhân này uống tại vì hết ói rồi, không có bù bằng đường truyền giống như hôm qua.
Dạ. Rồi Nguyễn Hoàng Huy có Dạ em nghe cô ơi. không? Rồi điều trị tiếp theo của em kháng sinh gì? Dạ thưa cô là Nói đi, cho kháng sinh gì đối với bệnh nhân này? Sao? Dạ cô là cefotaxim. Chưa đã xem rồi cũng được, liệu nhiều. Bệnh nhân này 12 ký Dạ cho luôn nha. thưa cô là 24 gram coi. 24 gram nữa hả? Dữ gì hả? 24 gram mà 24 lọ Không hả? không. Chích ngày 24 lọ luôn hả? À, dạ cô là Liều bao nhiêu? 100 mg trên ký. Liều À, 100 mg trên dạ. trên ký bệnh nhân này 12 kg thì là nhiêu? Dạ 1200 gram. Đó, 1200 mg trên ký trên 24 giờ. Bệnh nhân này là 12 kg, do đó cho một lặng nhiều. Dạ 1200 mg. 1200 mg, chích một lần 1200 mg phải vậy không? Một Dạ ngày một mấy lần? lần một một ngày hai Nói lần lại. cô, mỗi lần là một ngày hai lần, mỗi lần 0,5 gram. Trời ơi. 0,5 gram mỗi lần, ngày 2 lần là ra được nhiêu? Có 1 gram hả? 0,5 cộng Dạ 0,5 là 1 gram. Mà bệnh nhân này 12 kg mới tính ra 1200 mg, bây giờ sao còn có 1000 mg hả? Rồi bỏ 200 mg đi đâu? Rồi nói lại. Dạ thưa cô là chia hai lần, một lần mỗi lần là 0,6 gram. Ừ, bằng đường gì? Bằng đường gì? Thưa cô bằng đường tim. Tim vậy mới được. Tim mạch chậm. Tim tĩnh Ừ, mạch cô ơi. đúng rồi. Sau đó cefotaxim hàm lượng cái lọ là 1 gram. Một lần là 0,6 gram nhân 2 tĩnh mạch chậm. Được chưa? Ở đó mà 24 gram. Trời ơi. Dạ em tính nhầm Rồi. cô ơi. Tính nhầm. Rồi, bây giờ tới bạn Tú Lê. Lê Tú hay Tú Lê vậy Dạ. đó. Rồi, nói đi. Tiếp theo cho cái gì? Dạ bé có sốt thì cho bé thuốc hạ sốt ạ. Bệnh nhân này sốt bao nhiêu độ hồi Dạ nãy? sốt 39,3 độ ạ. 39,3 độ. Rồi cho làm sao nói coi. Dạ, thuốc hạ sốt thì cho paracetamol liều 10 đến 15 Rồi mg nhưng trên mà bệnh nhân này kg. 12 kg. Dạ. 12 kg thì sao? Cho nhiêu? Cho bé dạ cho bé thuốc hạ sốt một gói para 150 mg cho dễ. Ừ. Đó là một gói 150 là được rồi. Liều từ 10 tới 15, bệnh nhân này 12 kg, nếu cho liều 10 là 120. Dạ cho Nếu liều cho liều 15 15 là 180. thì mình lấy cái khoảng giữa đó được thì một gói uống. Rồi. Quỳnh Quỳnh, không phải Quỳnh mà là gì đây? Thanh Tùng. Bạn Thanh Tùng đâu?
Dạ em nghe bạn cô. lớp mai lớp lớp IA Dạ dạ em nghe IAN cô. Dạ. rồi nói Dạ. đi để chạy tiếp theo cũng gì Dạ bổ sung kẽm luôn. rồi bổ sung Dạ. kẽm rồi sao nói coi 20 mg. Rajin Kill đi Dạ cho dự nhiều kiểu là 10 ml. 10 ml. kia không Dạ, dạ không. có kia không Dạ không. người ta chia ra Kim. 50 ml một lần thôi rồi nhân cho hai uống Dạ. được chưa nó Được. uống lần nó ối hết thì hết thuốc cho nên nên chia hai rồi Dạ. gì nữa không thuốc cần gì nữa hết Dạ hết rồi. hết rồi Dạ. rồi đó là cái bù dịch kháng sinh hạ sốt bổ sung kẽm rồi giờ tới dinh dưỡng đó điều trị chúng ta tiếp theo là dinh dưỡng này vẫn tiếp tục em bé này 28 tháng tiếp tục cho ăn cháo thịt cháo cá uống sữa được rồi 28 tháng thì ăn ngày mấy lần theo như cái khuyến cáo của cái tài liệu IMCI thì hướng dẫn nuôi dưỡng trẻ mà dưới 5 tuổi đó thì là từ 2 tuổi đến 5 tuổi thì là ăn 3 lần chính 2 lần phụ là 5 lần rồi theo dõi cái gì Hoàng Quy theo dõi gì Hoàng Quy Hoàng Quy có mặt không? Dạ dạ em nghe cô ơi. Rồi nói đi. Theo dõi gì? Dạ thưa cô là theo dõi nhiệt độ. Theo dõi nhiệt độ. Gì À, dấu nữa hiệu mất đúng nước. Dạ dấu hiệu dinh mất dưỡng nước. rồi gì nữa À, theo dõi số lần tiêu chảy và phân của bé. rồi đúng rồi gì nữa Dạ thưa cô là tình trạng đau bụng. Và cái tình trạng nôn ói nữa. hết nôn rồi theo dõi tình trạng bụng tại vì nó đi cầu nó có đau bụng hiểu không coi có Dạ. bệnh gì khác ngoài cái đau bụng do lị nữa hay không người ta theo dõi như vậy tóm lại theo dõi nhiệt độ theo dõi tính chất phân theo dõi các dấu hiệu đánh giá mức nước theo dõi về tình trạng bụng của bệnh nhân này Dạ. rồi như vậy tóm lại rồi được rồi như vậy tóm lại bệnh nhân này điều trị thứ nhất là bù dịch theo phác đồ B dung dịch ORS 75 ml nè 75 ml trên ký trong 4 giờ bệnh nhân này 12 kg do đó cái lượng dịch cần bù là 900 ml uống trong 4 giờ cái thứ hai là kháng sinh sulfotaxim 0,6 g nhân 2 tĩnh mạch chậm Para 0,15 g một gói uống rồi kẽm Rajin Q 50 lít nhân 2 uống rồi tiếp tục cho ăn và uống sữa theo dõi các dấu hiệu mất nước ở đây là theo dõi đánh giá mất nước này sau 4 giờ tại vì phát độ B mình cho trong 4 giờ theo dõi nhiệt độ theo dõi tính chất phân theo dõi tình trạng bụng đó là cái điều trị của bệnh nhân này rồi mấy bạn có thắc mắc gì trường hợp này không Cô ơi, cho em hỏi cái chỗ tình trạng bụng á cô, em chưa hiểu là mình khám bụng hay là mình kêu người nhà theo theo dõi dõi á. tình trạng bụng nói chung thí dụ như nó đi cầu nó khóc nó đau bụng nó khó chịu xem coi cái đau bụng này có bệnh lý gì ngoại khoa hay không hiểu không ngoài cái tiêu đầm máu thì mình nghĩ cái đau bụng này do ỉa hội chứng lỵ là nó có triệu chứng đau bụng do đó phải theo dõi thêm chứ không có loại trừ để loại trừ thí dụ nhiều khi nó của lòng ruột thì sao phải không nó cũng đau mà đau quặn từng cơn nó khóc thét từng cơn đó là của cái lòng ruột bởi vậy hồi nãy chúng ta phải cho siêu âm bụng đó để loại trừ cái lòng ruột hay không hiểu chưa do đó phải theo dõi thêm cái tình trạng bụng
Nếu sau khi nó đi tiêu nó giảm mà nó hết đau bụng thì thôi ta bỏ cái theo dõi đó. Dạ em cảm ơn cô ạ. Rồi, mấy bạn có hỏi gì nữa không? Cô cho em hỏi cái hôm qua con cái tả của mình thì điều trị là mình dùng azithromycin con. Thì triệu chứng của nó là có ói nhiều, ỉa nhiều. Vì mình dùng cái đường uống đó là mình có kháng sinh thay thế không con, hay là mình tại vì em bé ói nhiều không? Cô thấy thì nếu không có azithromycin và ớt thì người ta chuyển qua erythromycin. Erythromycin. Thì người ta có thể nếu mà nó đắng uống Orizomycin thì liều 50 mg ký cho một ngày, chia 3 lần uống và thời gian cho 3 ngày lần. Còn cái Azomycin chỉ uống một liều duy nhất mà thôi trong cả. Dạ cảm ơn. Dạ vậy cô, với lại ví dụ bé nôn nhiều á cô, mình có nên cho thuốc chống nôn không cô? Tại vì nôn này là do nó ăn thức ăn nó bị dạng như là trúng thực thức ăn, để nó ói ra hết thì nó sẽ hết. Do đó thuốc chống nôn trường hợp này không nên. Tại vì mình để cho nó nôn hết các độc tố nó ra ngoài thì bệnh nó sẽ nhẹ hơn. Còn thuốc chống nôn thì hạn chế sẽ phải cái độc tố ra ngoài thì bệnh nó sẽ kéo dài. Do đó trường hợp này không có nên cho nôn. Có một số trường hợp thì người ta không có nên chống nôn, còn số thì nên cho. Thí dụ như mà nó ăn mấy em bé mà nó bị viêm loét dạ dày, nôn trong cái trường hợp mà cái tiết dịch vị nhiều quá thì nó nôn. Do đó người ta cho tạm thời cái chống nôn để nó đỡ hơn. Còn trường hợp này thì không nên cho nôn để nó thải độc tố ra ngoài. Thì thường cái thuốc chống nôn nếu mà người ta sử dụng thì sử dụng cái nhóm mà có sử dụng cái nhóm mà domperidone. Nếu dùng là chống nôn thì người ta dùng cái nhóm domperidone, liều dùng 0,25 mg trên ký cho một lần nhân 3 lần trong ngày. Thường cái thuốc này uống trước ăn khoảng 15 tới 30 phút. Dạ cô ơi, trường hợp nào mình cần cho thêm me tiêu hóa hả cô? Men tiêu hóa thì em bé không tiêu mới cho thôi, chứ theo đúng cái chương trình phòng chống tiêu chảy thì người ta không cho, còn mình cho thêm cũng được, không ảnh hưởng gì. Mấy bạn mà cho thì mấy bạn phải nắm rõ chỗ này, nếu mà mấy bạn nắm không rõ, nhất là đi thi á, thầy hỏi cái thuốc này là cái tên thuốc, thí dụ như cái tên thuốc là Robio đi, thì để hỏi tên gốc nó là cái gì, cơ chế tác dụng sao, hỏi sâu nữa mấy bạn không biết nó trả lời thì không, cái điểm mấy bạn sẽ giảm đi.
Đó, còn mấy bạn nào mà nắm rành thành thạo thì có thể cho được. Men tiêu hóa thì nó giúp tiêu hóa được thức ăn thôi, chứ không có tác dụng gì trong cái tiêu chảy. Không có giảm cái lượng phân của tiêu chảy mà có lợi cho người bệnh hơn, chứ không có hại cho người bệnh. Do đó cô Cúc ít cứ đưa vô cho mấy bạn. Rồi, hỏi gì nữa không? Rồi, bây giờ trở lại cái câu hỏi hôm qua. Hôm qua mấy bạn hỏi về vấn đề mà cái bù dịch cho bệnh nhân suy dinh dưỡng. Thì cái trường hợp mà bệnh nhân mà bản thân cái suy dinh dưỡng thì có triệu chứng gì, về có đọc tài liệu chưa? Rồi mấy bạn nói cái bản thân cái đứa suy dinh dưỡng thì có dấu hiệu gì trên lâm sàng? Rồi giờ có đọc bài không? Vinh nè, có đọc bài không? Dạ có, mà em kiếm không ra. Kiếm không ra cái bài suy dinh dưỡng hả? Rồi, cô Cúc nói nè, cái mấy đứa mà suy dinh dưỡng thể teo đét, nhất là cái mức độ nặng, thì thể trạng nó gầy, gần như da bọc xương nè, tứ chi thẳng thiêu nè, đầu bự, bụng bự, đít teo. Rồi má thì hớp vô, mắt thì lõm, lớp mỡ với da bụng thì mất hết luôn, còn da nhăn nheo thôi. Nếu chúng ta làm cái nếp với da thì nếp với da này sẽ mất rất là chậm, mà nó không có tiêu chảy. Mắt thì lõm vô do mất nước mãn tính kéo dài. Do đó triệu chứng mắt lõm là nếp với mắt trũng đó, là nếp với da mất rất chậm, là bản thân cái đứa suy dinh dưỡng nó đã có. Rồi giờ em bé này nó bị tiêu chảy. Nó bị tiêu chảy thì cái đánh giá mất nước như thế nào? Ví dụ vô nó sẽ chảy, nó nằm lờ đờ. Thì đối với trường hợp này người ta khám thêm 3 dấu hiệu. Thứ nhất là cái nhịp thở. Thứ hai là mạch. Thứ ba là da tay chân. Trong trường hợp bệnh nhân có mất nước thì nhịp thở nó sẽ nhanh, mạch nó sẽ nhanh, da tay chân thì chưa ảnh hưởng. Nhịp thở nhanh, mạch nhanh theo nhóm tuổi. Theo nhóm tuổi có nghĩa là gì? Là đối với trẻ mà dưới 2 tháng tuổi thì nhịp thở bao nhiêu là thở nhanh. Dưới 2 tháng là từ 2 tháng đến dưới 12 tháng, từ 12 tháng đến dưới 5 tuổi và trên 5 tuổi. Thì dưới 2 tháng thì nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 60 lọng phút là thở nhanh. Từ 2 tháng đến dưới 12 tháng mà nhịp thở lớn hơn bằng 40 lần trong 50 lọng phút là thở nhanh. Từ 12 tháng đến dưới 5 tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 40 lọng phút là thở nhanh. Trên 5 tuổi thì lớn hơn 30 lần phút là thở nhanh. Do đó nhịp thở nhanh này cũng theo cái nhóm tuổi nữa, và mạch cũng vậy. Do đó trẻ có mất nước thì mạch nhanh, nhịp thở nhanh, da tay chân thì chưa ảnh hưởng. Trường hợp mất nước nặng. Mất nước nặng thì thở thì nhanh sâu, mạch nhanh nhỏ, nhẹ, khó bắt. Nặng nữa thì nó đưa đến mạch bằng không. Da tay chân thì lạnh, đầu chi thì tím. Nhiều nữa thì nó sẽ đưa đến lạnh gắt toàn thân, da bông tím toàn thân. Do đó đối với trẻ mà suy dinh dưỡng nặng, khi chúng ta khám suy dinh dưỡng nặng mà tiêu chảy nhiều lần, và khi chúng ta khám thấy nó lợn, nó nằm lờ đờ,
thì chúng ta sờ cả hai cái tay, hai cái chân này coi ấm hay là lạnh. Nếu tay chân nó ấm, mạch bắt rõ, thở đều thì coi như bệnh nhân này chưa có dấu hiệu gì của mất nước nặng cả. Rồi chúng ta đếm nhịp thở coi bao nhiêu lần phút, coi có thở nhanh hay không. Đếm lại mạch coi có mạch nhanh theo cái nhóm tuổi đó hay không. Nếu mạch nhanh, nhịp thở nhanh nữa thì có thể là có mất nước. Tức là người ta dẫn khám đánh giá mất nước theo cái bảng đánh giá mất nước thông thường. Và khám thêm ba dấu hiệu này nữa để đánh giá. Rồi nếu mà bệnh nhân thật sự tiêu chảy mà mất nước nặng trên em bé suy dinh dưỡng nặng, thì người ta không sử dụng phác đồ C để điều trị, mà người ta đánh giá, người ta khuyên là uống cái dung dịch ORS thôi. Dung dịch ORS nè, với liều 70 đến 100 ml trên ký trong thời gian 12 đến 24 giờ. Đó thì người ta khuyên là sử dụng cái dung dịch ORS với liều 70 đến 100 ml trên ký mà thời gian 12 tới 24 giờ, và người ta khuyên uống thôi, không có truyền. Tại vì cái nhóm này là nó đã thiếu nước mãn tính kéo dài, và nó kèm theo là gì, thiếu máu cũng nó mãn tính luôn. Do đó không có truyền dịch. Nếu truyền dịch theo phác đồ C thì cái tình trạng quá tải này nó sẽ đưa đến suy tim, em bé chịu không nổi và tử vong vì cái chuyện quá tải, truyền quá nhanh đó, cái lượng dịch mình truyền quá nhanh trong phác đồ C. Do đó người ta khuyên là nên cho uống thôi, tại vì suy dinh dưỡng nó đã mãn tính thì cái thời gian phục hồi nó sẽ kéo dài, chứ không có giai đoạn cấp giống như mấy đứa cơ địa bình thường. Rồi, được chưa? Đây là người ta khuyến cáo. Còn áp dụng của bác sĩ như thế nào đối với bệnh nhân đó là quyền của bác sĩ nữa. Rồi, mấy bạn rõ trên này chưa? Ok, cho em hỏi là cái này là cô nói về... Dạ, cho em hỏi là cái này cô nói về cái thể teo đét hay là còn... Thể teo đét, thể teo đét mà. Thải teo đét không mà, đang nói thải teo đét. Còn dạ, vậy thải còn phù, cái thể kia thì chảy mà nó ít có mất nước nặng, cũng có thể áp dụng theo cái này vẫn được. Suy dinh dưỡng thải teo đét hay thải phù gì nó vẫn là suy dinh dưỡng. Đã nói là suy dinh dưỡng thì cân nặng theo tuổi nó phải dưới trừ 2 trở lên. Đối với trường hợp mà thể phù, mặc dù nó đang phù nhưng mà cân nặng theo dụ vợ theo tuổi vẫn dưới trừ 2. Nếu mà nó đang phù mà cân nặng nó lớn hơn trừ 2 thì cái này phù này do nguyên nhân khác, không phải do suy dinh dưỡng. Chúng ta lưu ý. Dạ em cảm ơn. Rồi, cô. Có hỏi gì nữa không? Rồi mấy bạn có cái bảng phân loại dinh dưỡng trong tay chưa? Rồi bây giờ cô Cúc cho cái trường hợp để đánh giá bệnh nhân này, phân loại dinh dưỡng của bệnh nhân này là cái gì ha. Này là em bé trai 18 tháng. Rồi em bé này, bé trai 18 tháng, cân nặng 18kg, chiều cao 80cm. Rồi mấy bạn tính ba cái chỉ số cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi, cân nặng theo chiều cao. Rồi lật cái bảng ra tính cho cô Cúc coi.
Rồi mấy bạn tính xong chưa? Cân nặng theo tuổi ở chỗ nào? Dạ cô là nằm ở từ 2 tới 2. Sao mà trừ 2 tới 2 chính xác là bao nhiêu? Chứ vậy là không được. Bệnh nhân này là 18 tháng. Lớn hơn trừ 3. Không có trừ 2 tới trừ 2 ở đâu mà trừ 2 tới trừ 2 là sao? Chiều cao là tuổi ở chỗ nào? Bé của mình là 18 tháng. Lưu ý quanh dia là 12 tháng, mỗi một ô là 1 tháng. Được chưa? Do đó cân nặng theo tuổi ý là lớn hơn 3, đúng rồi. Chiều cao theo tuổi là nó nhỏ hơn 0 và lớn hơn trừ 2. Chiều cao theo tuổi tức là nó nhỏ hơn 0, lớn hơn trừ 2. Chứ không có trừ 2 mà tới trừ 2 là sai rồi ạ. Trừ 2 tới 2 là không có. Trừ 2 tới 2 là một đoạn rất lớn. Nhưng mà nó trong cái đoạn là từ 0 tới trừ 2. Cho nên nó lớn hơn trừ 2, nhỏ hơn 0. Rồi cân nặng theo chiều cao lớn hơn 3. Kết luận em bé này là gì? Béo phì. Bình thường là cộng trừ 2 SD mà nó lớn hơn trừ 3. Lớn hơn cộng 2 á, là béo phì, nhỏ hơn trừ 2 là suy dinh dưỡng. Rồi đứa này giả sử nó tiêu chảy mất nước nặng. Thì về nguyên tắc điều trị người ta lấy cân nặng hiện tại ngoại trừ béo phì. Cho đó đứa này đang béo phì thì mấy bạn lập cái bảng cân nặng theo chiều cao. Cân nặng theo chiều cao chiếu lên đường cộng 1 coi nó được bao nhiêu ký lô. Mấy ký nữa coi. Với chiều cao 80 ở trên đường cộng 1, mấy bạn lật qua cái bảng cân nặng theo chiều cao. Với chiều cao 80 trên đường cộng 1 thì cân nặng nó bao nhiêu ký lô? Nói coi cân nặng nó nhiêu ký. Thấy các bạn có cái bảng đó không? Rồi tra lên cái bảng thì cân nặng mấy bạn còn ở đó không vậy hay là nghỉ hết rồi? Dạ còn cô ơi. Có cái bảng đó không? Dạ bé được gần 12 ký cô. 10 đâu có 12 ký là chưa được. Gần gần đó. 11 ký lô rưỡi chứ không có gần rồi. Ngay trên đường cộng 1 thì là 11 ký lô rưỡi chứ không phải là 12 ký. Do đó nếu cái đứa này mà tiêu chảy mất nước nặng vô thì người ta lấy cái cân nặng 11,5 kg để bù. Chứ không ai lấy 12,5 kg là sai nha bạn. 11,5 kg để bù. Dịch chứ không ai lấy cái 18 kg để bù. Do đó người ta lưu ý. Rồi bây giờ người ta làm tiếp cái bài tập thứ hai.
Rồi bây giờ em bé gái 9 tuổi, cân nặng 40 kg, chiều cao. Bé gái 9 tuổi, cân nặng 4 kg, chiều cao 130 cm, tức là 1m3. Mấy bạn tính BMI. Rồi lấy máy tính ra nhân chia coi BMI nó nhiêu. Rồi mấy bạn ra BMI bao nhiêu? Dạ ra 23,66. Rồi đúng rồi, bây giờ lấy cái bảng BMI của bé gái. BMI của bé gái, bé này là 9 tuổi, mấy em chiếu lên cái bảng thì nó là cái gì? Lớn hơn 2 là obesity. Obesity thì em bé này là cái gì? Béo phì. Rồi, bây giờ giả sử đứa này vô là tiêu chảy, mất nước nặng, còn phải bù dịch theo phác đồ C. Thì về nguyên tắc bù dịch thì người ta cũng lấy cân nặng hiện tại ngoại trừ béo phì. Rồi bây giờ tất cả những trường hợp về béo phì người ta đưa về trên đường cộng 1 hết. Rồi bây giờ cái BMI thì bằng gì? Mấy bạn đó coi, bằng cân nặng chia chiều cao mà bình phương. Cân nặng tính theo kilo, chiều cao tính theo mét. Cho đó đứa này 9 tuổi, mấy bạn lấy cái BMI trên đường cộng 1 coi ra nhiêu. Ra nhiêu? Nói coi, 18.5. Rồi BMI thì là 18.5 mà cân nặng của bệnh nhân mình là cần tìm. Chiều cao 1.3 bình phương. Do đó suy ra thì cái cân nặng bằng 18.5 nhân cho 1.3 mà bình phương. 1.3 bình phương nha. Ở đây cái này cô không có sử dụng bình phương được. Ra bao nhiêu? 31 kg 26. Để bù dịch thì có thể người ta lấy 31 kg hoặc 31 kg lưu rưỡi. Đó, có thể là người ta chọn 31 kg lưu rưỡi để bù dịch cho bệnh nhân của mình. Chứ không ai lấy 40 kg để bù. Được chưa? Rồi hiểu cái chỗ cái bù dịch cho trẻ béo phì chưa? Là trẻ suy dinh dưỡng. Rồi có thắc mắc cái gì không? Dạ cô ơi. À, nói người ta đi về đây đang mà không có bác sĩ. Hẹn người ta 11 giờ. Hẹn 11 giờ đi. Hẹn 11 giờ cô Bảy dạy.
Dạ cô ơi, mình tính ra cái cân nặng để bù dịch nó là 31,265 á cô, vậy mình lấy 31 kg được không cô? 31 kg vẫn được. Dạ. Vẫn được, tại vì nếu mà mình lấy thấp quá thì bù dịch sẽ thiếu cho em bé. Do đó Dạ. có thể người ta 31,5 kg, 31 kg đều được hết. Dạ. Rồi mấy bạn có hỏi gì về hai ba ba cái này nãy không? Béo phì nè, suy dưỡng, bù dịch. Do đó lưu ý người ta trong cái nguyên tắc bù dịch thì lấy cân nặng hiện tại ngoại trừ béo phì. Rồi và trong cái bù dịch của phác đồ C để điều trị cơ địa bình thường không áp dụng cho trẻ suy dinh dưỡng nặng mà tiêu chảy mất nước nặng. Đó, người ta lưu ý cho đó. Rồi, còn hỏi gì nữa không? Cô cho em hỏi một câu nữa không? Dạ. Ừ, nói đi. Nãy Siela mình điều trị với cô. Dạ không, điều trị đó là nãy mình dùng Cipro trước, còn không được đó thì mình mới chuyển qua là Ceftiaxone cô. Ví dụ mình điều trị ban đầu là Ừ. Ceftiaxone luôn được không cô? Được, đối với trẻ nhỏ, ví dụ như nó thường người ta nói đối với trẻ dưới 6 tháng thì người ta ít dùng ciprofloxacin thì người ta có thể chọn cái ceftriaxone chích được. Còn mấy bé hơi lớn hơn thì ciprofloxacin thì nếu mà uống nói hoài thì người ta có thể chuyển sang bằng đường truyền được không? Được. Cũng với liều 30 mg trên ký. Cũng với liều là 30 mg trên ký. Mà cho một ngày cũng chia 2 lần, thay vì uống người ta truyền tĩnh mạch. Dạ em cảm ơn cô. Rồi bây giờ đối với lại cái ciprofloxacin truyền. Thí dụ như bây giờ cô, thí dụ như lấy cái trường hợp hồi nãy đi. Bệnh nhân của mình hồi nãy là 12 kg. 12 kg. 12 kg nhân cho 30 ra nhiêu? Dạ 360 ạ. 360 mg mà chia mấy lần? Chia mấy lần? Dạ chỉ 2 lần. 2 lần, như vậy một lần cần 180 mg. Như vậy cái ciprofloxacin của mình á thì cái hàm lượng là 0,2 g mà nó chứa 100 ml. Sau đó cái 200 mg này nè thì nó có 100 ml nè, mà bây giờ người ta cần 180 mg thì nó có bao nhiêu ml, người ta áp dụng quy tắc tam suất thì lấy 180 mg nhân cho 100 nè, chia cho 200 thì bằng nhiêu? Bỏ hai số không, 180 chia 2 bằng nhiêu? 90. 90 này là 90 gì? Ml. Được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ ghi là 180 mg nè bằng 90 ml. Rồi, truyền tĩnh mạch nè. 90 ml trong 1 giờ. 90 ml trong 1 giờ.
Rồi đó là cái truyền. Hiểu cách tính chưa? Tức là ngay từ đầu nếu mà chúng ta chưa có hiểu rành thì chúng ta làm áp dụng quy tắc tam suất tính ra cái lượng. Và nhân cho mấy lần? Quên, nãy nhân cho 2 lần, tức là truyền tĩnh mạch nè, 90 ml trong 1 giờ và nhân 2 nữa, nhân 2. Tức là cái này mình cho cử với nhân 2 lần. Ví dụ như sáng, tức là cô cũng sẽ ghi lại cho mấy bạn nè. Truyền tĩnh mạch 90 ml trong 1 giờ nhân 2, mở ngoặc là 7 giờ 19 giờ rồi. Bây giờ nếu mà cái uống thì cái viên Cipro này nó 0,5 gram cho một viên, 0,5 gram cho một viên thì chúng ta cho uống, thí dụ như cũng lấy bệnh nhân này, giả sử bệnh nhân này mình cho cái Cipro uống thì cũng 360 mg, thì một viên này 500 thì người ta lấy cái một viên này pha với khoảng 10 ml nước chín, nước chín như vậy tương ứng là 1 ml nè, khoảng năm bằng 50 mg. Do đó chúng ta sẽ lấy nè, lấy bao nhiêu, 300, nãy là 360 thì có thể là 7 ml, hoặc là lần 4 ml là tới 400. Nếu lấy 4 ml nhân cho 2 thì là tới 400, còn nếu 3,5 ml nhân 2 là 350. Thì cái nào cũng được hết. Đó, hoặc là anh ta lấy 3,5 ml nè nhân 2 uống nè, cái này là uống nè. Tại do pha nước là chỉ có uống thôi, có hai cách. Đó, lấy 3,5 ml nhân 2 uống, còn dư người ta bỏ. Đó là cách hướng dẫn cho bà mẹ. Cái chỗ 10 ml này tùy theo chúng ta chọn 5 ml, 15, 20 thì cũng được, miễn sao bà mẹ dễ thực hiện là được. Rồi mấy bạn có gì thắc mắc chỗ này không? Alo, có thắc mắc gì không? Ngủ hết rồi phải không? Dạ không có rồi. Rồi, còn hỏi cái gì nữa không? Rồi như vậy từ hôm qua tới giờ cô Cúc hướng dẫn cho mấy bạn cái bài tiêu trợ cấp nè, mấy bài lị nè, rồi cho mấy cái tình huống. Rồi bây giờ mấy bạn xem coi có cần gì hỏi hai cái bài này nữa không? Thì bây giờ về cái tình hình dịch nữa, chắc mấy bạn thi tình huống, chắc khả năng thi tình huống là nhiều, chứ hỏi đáp là đâu có bệnh nhân. Tình huống thì giống như cái dạng mà
Cô Cúc đưa ra hồi nãy hai tình huống. À, dạ cô ơi, cô nói đi. Dạ, cô cho em hỏi cái mấy cách mà mình ước lượng cái phân dùng trong tả em bé cô. Ví dụ như chàng tả là khoảng bao ước nhiêu? Ước lượng nó tương đối thôi bạn ơi. Ước lượng nó chỉ có tương đối mà thôi, chứ nó không có tuyệt đối được hết trơn. Ngay cả số lần bà mẹ khai cho mình cũng vậy luôn nữa. Bà mẹ khai cho mình là ỉa bao nhiêu lần này kia cũng chỉ tương đối mà thôi, chứ không có tuyệt đối được. Cái nào cũng tính tương đối chứ. Ước lượng khoảng bao nhiêu ml thôi thì theo đúng chính xác là người ta lấy cái tả đó người ta cân lên. Nhưng mà ai đâu có cái cân đâu mà cân, thì người ta ước lượng thôi. Thì dựa vào ước lượng đó là bao nhiêu lần, mỗi lần ước lượng khoảng bao nhiêu, thì chúng ta sẽ khám đánh giá lên tình trạng mất nước. Nếu thật sự em bé mà nó ỉa nhiều, nước nó nhiều thì nó sẽ đưa đến tình trạng có mất nước hoặc là mất nước nặng. Còn bây giờ bà khai cho mình bà nói con ỉa nhiều quá mà khám không có mất nước thì không sao. Mình phải khám đánh giá lại tình trạng mất nước, khám lại toàn trạng chung coi em bé mình có cái vấn đề gì khác nữa hay không. Có bà đó, bà khai cô Cúc và hỏi bà ỉa hôm qua tới giờ nhiêu lần. Bà nói 30 lần rồi bác sĩ. Hỏi mỗi lần chị ước lượng khoảng bao nhiêu ml? 200 ml nước. Rồi giờ mấy bạn tin không? Như vậy thì nó mất đi tới 6 lít nước mà kháng không có dấu hiệu mất nước. Như vậy thì sao? Người ta vẫn ghi nhận lại cái lời bà nói, nhưng ta đánh giá mất nước lại để kiểm tra điều trị theo cái đánh giá của mình. Do đó cái đánh giá của bác sĩ rất là quan trọng. Phía bên bà mẹ khai người ta ghi nhận lại thôi, chứ không có tin tưởng tuyệt đối. Nếu mà thật sự nó ỉa nhiều, nó sẽ có mất nước hay mất nước nặng. Rồi có cái bà đó, bà khai cô Cúc: bác sĩ ơi, cháu tôi hôm qua giờ ỉa máu không rồi bác sĩ. Rồi cái mà cô Cúc nhìn thấy nó tỉnh bơ, không có gì nhiều hết. Thế hỏi vậy cháu bà ỉa từ sáng hôm qua tới bây giờ khoảng mấy lần? Và nhiều lắm, không có đếm được bác sĩ. Cái cô Cúc mới dài giá: vậy ở hôm qua giờ ỉa khoảng 100 lần không bác sĩ? Không bà. Cái bà nói đâu dữ vậy bác sĩ. Cái một hơi cô Cúc nói 50 lần không bà? Không tới đó bác sĩ. Giờ vậy chứ nhiêu bà nói đi, chứ giờ bà nói gì hoài không có đánh giá được hết. Thì hôm qua giờ 10 lần rồi bác sĩ. Thay vì ngay từ đầu bà nói với mình là 10 lần, hiểu chưa mấy bạn? Bà nói với mình 10 lần đi, bà không nói mà bà nói lòng vòng. Cái bắt đầu cô Cúc mới đi vô thăm trực tràng, cho em bé lên cái phòng tiêm thuốc ở trong cái khoa đó. Cái cô Cúc thăm trực tràng, thăm ra thấy phân nó vàng sệt mà không có máu gì chân. Nó nói ủa sao nãy bà nói ỉa máu nhiều mà giờ không thấy. Bà nói làm sao? Chắc mới hết đó bác sĩ. Trời ơi. Thấy rồi chưa? Giờ đó làm sao? Giờ đó mấy bạn phải lưu ý, người ta khai mình là một vấn đề, mình phải khám kiểm tra. Người ta nói ỉa phân nó có máu như vậy, nhưng mà ta đi thăm trực tràng không thấy cái gì hết trơn. Do đó chúng ta phải đánh giá kiểm tra lại, có nhiều cách để đánh giá kiểm tra lại bệnh nhân. Thì chúng ta hỏi bà mẹ để có một cái thông tin về em bé đó thôi, chứ không có tuyệt đối tin tưởng 100%. Có nhiều bà nói rất là thật, có nhiều bà nói dối để điều trị cho cháu của bà, cho con bà thôi, chứ không mục đích gì khác. Rồi có một trường hợp nữa, cái em bé này khoảng 8 tuổi, con gái. Cái lúc cô Cúc vô khám thì hỏi, mà nó đang sốt cao lắm, 39 độ mấy lắm. Cái hỏi em bé, con hổm gà làm sao? Con sốt mà ỉa máu mà hôi lắm bác sĩ. Hỏi ngày ỉa mấy lần? Có 2-3 lần rồi bác sĩ, đau bụng dữ lắm. Cái cô Cúc nói thôi con nằm lên giường đi, cô khám cho. Thế nó đứng hơi, nó trả lời: đứng được không bác sĩ? Nằm đau có lũ đích. Thế bà nghĩ lị nào mà lại đau lũ đích? Cô Cúc thấy hơi kỳ kỳ.
cái khám xong hết rồi cô Cúc dẫn nó vô thăm trực tràng. Khi mà thăm ra có máu không? Có máu, mà nó rất là nhiều hạt ở trong, móc ra có hơn nửa cái bồn hoạt động, mà hơn nửa bồn, hơn nửa chén luôn. Cái cô Cúc hỏi ăn cái gì thay thiệt coi để bác sĩ điều trị nha. Ăn seri, hỏi ăn hết nhiều, nửa ký. Trời ơi, mấy bạn ăn seri, mấy bạn có nước họt không? Cái không may là cái đứa này cái hộp seri nó xuống tới trực tràng, nhưng mà nó gây xây xát niêm mạc trực tràng, làm cho em bé gây nhiễm trùng sốt và ỉa phân, có máu hôi lắm chứ không phải là cái máu của cái lị nữa. Thì cô Cúc mới thấy hơi bất thường rồi, thành ra mới đi khám thăm trực tràng. Cái móc hơi quá trời nhiều luôn, không có hết, nó còn mấy hạt ở trong. Cái bắt đầu lấy bơm rửa hậu môn, bơm rửa hậu môn đó. Bơm rửa hết xong bữa sau, cái hỏi làm sao con đấy sao? Bữa nay hết đau, bác sĩ nào khỏe lắm, hết sốt luôn. Do đó, cái ỉa máu nào cũng không phải là lị. Lị là gì? Ỉa phân có đèm, có máu, bao giờ cũng phải có đèm như có máu. Hai cái này thường nó đi đôi với nhau. Mà máu không là coi chừng. Và nó có nước lẫn, nước nhiều hay nước ít tùy theo cái nguyên nhân đó. Nếu mà điển hình nữa thì mỗi lần đi cầu nó đau bụng, nó rặn. Đó là điển hình của cái lị. Chúng ta phải lưu ý một số trường hợp không phải lị. Như cái trường hợp em bé cô Cúc vừa nêu đó, là nó là do nó ăn cái seri nó quá nhiều, nó nuốt hột luôn đó. Trời ơi, cái hột bự gì mà nó nuốt, công nhận hay thiệt, nó nhai nó nuốt luôn, nó xuống tới nó không gây tắc ruột là may cho nó. Do đó ta lưu ý một số trường hợp tiêu phân có máu không phải do lị. Rồi giờ cô Cúc sẽ nêu cho mấy bạn. Bây giờ thứ nhất là nguyên nhân tiêu máu. Một trong những cái là của cái hội chứng lị như cô Cúc vừa kể. Cái thứ hai nữa là cái lòng ruột. Rồi như vậy thì lòng ruột này nó có triệu chứng gì? Thì thường cái lòng ruột này thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi. Rồi đấy cô Cúc kể hết đi rồi mấy bạn nên đi sau. Lòng ruột rồi tới táo bón. Táo bón là nứt rách hậu môn. Rồi, viêm ruột hoại tử. Rồi một số nguyên nhân gây nên cái tiêu phân có máu, thì một trong những tiêu phân có máu đó là các nguyên nhân của hội chứng lị như nãy cô Cúc vừa nêu. Cái thứ hai là lòng ruột. Lòng ruột thì thường thường gặp ở em bé dưới 2 tuổi, không có sốt, khởi phát rất là cấp tính. Thì em bé nó nôn ói rất là nhiều và nó khóc thét từng cơn, rồi sau đó nó tiêu phân có máu, chỉ là máu thôi, không đàm, không nước, không gì lẫn hết, và số lần rất ít, một vài lần trong 24 giờ thôi, và thường nó trong một buổi là bệnh nhân có thể đến bệnh viện liền.
thì cái lúc này chúng ta phải đi siêu âm bụng thì sẽ phát hiện được cái lồng ruột. Còn cái táo bón, táo bón thì người ta định nghĩa cái táo bón thì có ba nhóm để định nghĩa về táo bón. Đối với trẻ mà sơ sinh, đối với lại sơ sinh thì nó đi tiêu 2 lần một ngày. Với sơ sinh đi tiêu 2 lần một ngày là táo bón. Trẻ bú mẹ, trẻ bú mẹ thì đi tiêu 3 lần trong 1 tuần. Rồi trẻ lớn, đối với trẻ sơ sinh một ngày mà đi cầu đi tiêu 2 lần á thì gọi là bón. Trẻ bú mẹ 3 lần trong 1 tuần là bón, còn trẻ lớn thì 2 lần trong 1 tuần, tức là cái thời gian mà nó không đi tiêu cũng phải là từ 48 giờ thì gọi là táo bón. Khi mà nó bón là nó rặn để nó tống cục phân ra ngoài, nó tống cái cục phân ra ngoài, do đó cái nó rặn thì cái mao mạch xung quanh hậu môn nó nứt rách, do đó nó đi theo cục phân nhiều nữa, nó nhiễu giọt máu đỏ tươi, nhiễu giọt máu đỏ tươi. Rồi còn trường hợp nữa là cái polyp đại trực tràng. Cái polyp đại trực tràng này thì nó cũng gây ỉa máu, nhưng mà em bé nó đi tiêu phân bình thường thôi, ngày nào nó cũng đi được hết. Thỉnh thoảng nó có một lần nó đi tiêu xong máu nó đỏ tươi, nó nhiễu xuống bồn cầu, mà có thể nó kéo dài vài tháng nữa, mà em bé vẫn sinh hoạt bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Đó thì trường hợp này người ta gửi đi ngoại để mà người ta thăm trực tràng hoặc nội soi đại trực tràng cho thấy được những cái polyp, các cái polyp này nó sẽ hết. Còn táo bón thì chúng ta phải điều trị theo cái nguyên nhân táo bón thì nó mới hết. Rồi viêm ruột hoại tử thì bệnh nhân nó nằm trong cái bệnh cảnh thường là nhiễm trùng huyết, em bé nó sốt cao, ỉa lỏng và phân nó có mùi rất là thối, có máu và mùi nó thối luôn. Khi mà bệnh nhân bị trĩ, trĩ thì ít gặp ở trẻ em thì nó cũng ỉa có máu. Dị ứng sữa, dị ứng gọi là dị ứng với đạm sữa bò thì lúc đầu ỉa lỏng nước, nếu mà tiếp tục bú thêm cái sữa nữa thì ỉa có máu, mà em bé không sốt không có gì hết, ngưng sữa là nó hết, hãy bú sữa là nó bị. Thì cái này chỉ bú sữa bình thôi chứ sữa mẹ thì không có gây dị ứng nha mấy bạn. Rồi còn nhiễm dung mốc, nhiễm dung mốc là em bé nó đi tiêu phân đen, không có ói máu mà ỉa phân đen. Mà trước khi nó đi tiêu phân đen đó thì nó có tình trạng thiếu máu mảng trên lâm sàng đã kéo dài có khi 1 vài năm. Đó, mà nó có khi nó đau ở vùng thượng vị, nó lan qua vùng rốn, rồi ở hơi, ở chua. Người ta dễ nhầm lẫn với cái viêm loét dạ dày tá tràng. Rồi mấy bạn chờ cô Cúc một chút xíu nha.
Rồi, do đó cái nhiễm dung mốc thì thường em bé nó có đau thượng vị ở hơi ở chui, rồi sau đó nó đi tiêu phân đen, người ta dễ nhầm lẫn với viêm lết dạ dày. Mà cái viêm lết dạ dày thì nếu mà cái giai đoạn đầu thì nó không có thiếu máu cái gì hết, mà nếu mà viêm lết dạ dày thì bệnh nhân ói máu rồi mới ỉa phân đen. Còn trường hợp nhiễm dung mốc chỉ đi tiêu phân đen thôi chứ không có ói máu. Rồi, do đó để xác định cái nhiễm dung mốc này thì người ta mới đi soi phân tươi, xét nghiệm thứ nhất là công thức máu nè, rồi soi phân tươi nữa để xem chứng dung mốc đó, để tìm cái chứng dung mốc trong phân. Và xét nghiệm máu thì thường chỉ cái dòng hồng cầu giảm thôi, còn dòng bạch cầu và tiểu cầu thì bình thường, nó không bị ảnh hưởng. Đó là một số cái nguyên nhân mà tiêu phân có máu mà không phải lị, cho đó chúng ta phải loại trừ với một số cái trường hợp này. Rồi, mấy bạn có thắc mắc gì cho mấy cái trường hợp này không? Alo. Dạ nghe cô ơi. Rồi, có hỏi gì không? Dạ cô ơi, cho em hỏi là ở trẻ mà bú mẹ cô, như vậy thì em đọc tài liệu thì nó thường nói là trẻ nó sẽ đi tiêu nhiều hơn 3 lần, có thể đi tiêu khoảng 7-8 lần một ngày cô. Không, cái định nghĩa đó không áp dụng cho sinh sinh nha bạn. Định nghĩa tiêu chảy là tiêu phân lỏng nước nhiều hơn và ít nhất là 3 lần trong 24 giờ, và định nghĩa này không áp dụng cho sơ sinh. Thì đối với sơ sinh khi nào gọi tiêu chảy thì thông thường đối với sơ sinh thường ngày nó ỉa một ngày 5-6 lần, 7-8 lần mà nó dẫn lên cân tốt phát triển bình thường, tại nó bú nhiều nó ỉa nhiều, cái đó không gọi là tiêu chảy. Khi nào ở sơ sinh gọi tiêu chảy khi nào cái lượng nước nó nhiều hơn, phân có mùi bất thường đó, cái số lần có khi nó hơn một vài lần thôi chứ không có nhiều, thì lúc đó mới gọi là tiêu chảy ở cái em bé đó. Do đó đối sơ sinh người ta không có quy định cái số lần tiêu chảy. Khi nào gọi là tiêu chảy? Khi số lượng nước nó nhiều hơn so với thường ngày và cái mùi phân nó bất thường hơn so với thường ngày. Thí dụ nó có mùi tanh hoặc là nó kèm thêm triệu chứng khác, ví dụ nó hơi bị sốt, thì cái lúc đó mới gọi là tiêu chảy ở em bé sơ sinh. Chúng ta lưu ý ha. Rồi, mấy bạn còn hỏi gì nữa? Cô ơi, cho em hỏi cái trường hợp mà bé nói đi bạn, nói lớn lên không nghe rõ. Dẫn trường hợp mà bé bị tiêu phân đầm máu và có tiền sử dụng kháng sinh nhiều quá, thì mình có nghi ngờ cái bệnh là viêm đại tràng giả mạc không cô? Nhưng mà em bé của mình đối tượng bé lớn khoảng 9-10 tuổi không? 9-10 tuổi mà nó đi tiêu phân sao? À, lúc đầu nó cũng đi tiêu chảy nhưng sao có đầm máu, mà bé cũng có nôn, có sốt đó cô. Thì cái đó mình phải đi xét nghiệm mà bạn ơi, phải kết hợp thêm cận lâm sàng mới chẩn đoán. Thứ nhất cũng là một số xét nghiệm thường quy như hồi nãy nói, để xem coi nó có soi phân có hồng cầu bạch cầu không, rồi cấy nó ra con vi khuẩn gì để xem lại. Nó mới nghĩ đó, đó, nếu nó đi tiêu phân lỏng, có đàm, có máu, đau bụng, rặn, và nó sốt cao thì đó là triệu chứng hoặc chứng lị. Còn nguyên nhân nó là cái gì mình phải đi tìm. Hiểu không? Rồi mấy bạn có hỏi gì nữa không? Không có thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Và cái... thứ tư, thứ năm là mấy bạn học với cô Thảo phải không? Dạ. Rồi, thứ tư, thứ năm mấy bạn học với cô Thảo. Vậy sáng thứ sáu thì chúng ta học lại 8 giờ nha. Dạ. Thứ sáu học tiếp thì cô Cúc sẽ nói thêm một số tình huống cho mấy bạn. À, với nếu mà thứ tư, thứ năm mà cô Thảo bận không dạy thì mấy bạn cứ báo cô Cúc dạy luôn được ha.
Dạ. Rồi em cảm ơn cô ạ. Rồi. Rồi vậy ta nghỉ thứ sáu học tiếp ha. Dạ. Cô nhớ rồi, giữ gìn sức khỏe nha cô. Mấy bạn đang ở Cần Thơ ở nhà? Dạ tụi em ở Cần Thơ cô ơi. Có một số bạn thì về dạ. Nhà. Dạ. Về nhà. Chống về nhà nữa, nhưng mà trước dịch đó cô. À, nhưng mà không biết lúc nào mà hết dịch nữa đây. Dạ. Bữa nay bao nhiêu bạn đi chống dịch cái lớp EN43? Dạ, nhóm của em 17 bạn thì đi 9 bạn rồi cô. Ừ, 9 bạn. Rồi thì đi đi thì kêu mấy bạn thêm dịch coi bài lại ha. Dạ. Rồi vậy nha, hạn thứ 6 nha, nếu thứ 4 thứ 5 không có thầy thì báo cô Cúc nha. Dạ. Rồi bye mấy bạn nha. Dạ, tiếng chào cô.